sáng thứ sáu cuối tuần thì em lại tiếp tục giới thiệu cây bông trang màu trắng với màu hồng, hồng phấn. Tiếp tục là soạn những cái đơn hàng để gửi cho khách. Thì trước khi em soạn đơn hàng thì cũng cảm ơn tất cả các bạn, giống như là cô chú, anh chị đã luôn quan tâm ủng hộ cái kênh YouTube bán bông này của em. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Nhờ có các bạn mà kênh của em mới ngày càng phát triển, là một view của các bạn khi click vào video xem đã góp phần cho em 0,0001 đồng đô la, thì tương ứng là cũng một phần nhỏ số tiền thu nhập từ YouTube. Và số khách mà đăng ký hoặc là comment, inbox, Zalo và gọi điện vào số điện thoại 0911643600 của em để đặt mua bông thì là góp một phần lớn nữa, mang lại doanh thu nhập từ bán bông. Thì em cảm ơn rất là nhiều. Thì bây giờ em sẽ soạn những cái đơn hàng buổi sáng hôm nay cho khách. Một lần nữa là chúc cả nhà có một ngày thứ sáu làm việc vui vẻ nhé. Xin mời cả nhà cùng em soạn bông. Đây cả nhà ơi, thì bây giờ là một cái đơn đầu tiên là em sẽ soạn là hai cây trang màu trắng, hai cây màu hồng phấn. Thì ở đây là bông đa số là đã trổ hoa hết rồi. Đây, những anh này đã trổ hoa hết rồi. Hoa tàn rồi nè. Còn cái đài lại hả? Cũng còn một số búp nữa cả nhà. Mình sẽ chọn 4 cây. Yêu cầu là một cốt. Ok, cái này là một cốt nha cả nhà. Rồi tới hai cây màu hồng. Cái anh này thì hai nhánh cắm vô một cây. Trắng, hai cây màu hồng, hai cây trắng. Ok, chị Diễm Thành ở Trà Vinh là 6 cây trắng. Ủa, 4 cây trắng, 6 cây hồng. Chị Diễm Thành ở Trà Vinh. Mình sẽ chọn cho chị Diễm Thành ở Trà Vinh.
5 cây. Cái này 3 cây đi. Cái này được 1 cây. Tiếp theo là 10 cây trắng lá nhỏ. 10 cây trắng lá nhỏ cho anh Quốc và Buôn Ma Thuột. 10 cây trắng tiếp tục. Cây thứ hai, ít bông. Đây cây thứ hai, rất là đẹp. Tất cây thứ ba, mình sẽ chọn cây thứ ba như thế này. Xem xe ok nè. Ok. Này cũng ok luôn.
cái đường kia. Wow, còn tiếp theo một đơn nữa là của anh Nghĩa ở An Giang. Anh Nghĩa ở An Giang là người ăn cây trăng trắng, một cây vàng nghệ và một cây hồng phấn. Bây giờ mình sẽ chọn một cây hồng phấn để đem ra đóng thùng. Nãy giờ lửa bông tóc bù tay rối hết rồi cả nhà ơi. Đó, thì nãy giờ em đứng ở ngoài sau vườn này để em chọn bông để giao cho cả nhà đợi. Đó, thì nãy giờ em đã lựa được cái gì rồi cả nhà ơi. Thì đây ở dưới này trắng, hồng đủ hết. Và bây giờ là sẽ tới màu vàng. Phải lựa một cây màu vàng cho khách. Màu vàng nghệ. Còn cái cây này là vàng chanh, nhưng mà khách yêu cầu là vàng nghệ, cho nên mình sẽ lựa cây vàng nghệ. Trong lúc lựa, em thấy có một cái bông màu tím sen nở đẹp lắm. Cầm lên cho cả nhà xem. Đây. Wow, màu tím sen đẹp chưa? Đó. Nhưng mà cây này chưa có khách chọn. Chưa có khách, chưa có chủ. Cho nên bạn nào muốn sở hữu cây màu tím sen đó thì comment bên dưới. Sáng nay bị lạc giọng rồi. Có vị khách nào muốn sở hữu cây màu tím sen này thì hãy comment bên dưới giúp em nha. Đó là màu tím sen. Rồi, bây giờ thì em lại tiếp tục chọn bông. Tóc bù tay rối hết rồi. Phiếu em đã sơ giường đó. Giờ em sẽ cầm một cái bông đi vô. Dễ thương chưa? Đi vô nhà thôi. Vô nhà thôi. Cả nhà ủng hộ em nhé. Đấy, phía sau vườn của em đó. Cả nhà ủng hộ em bằng cách là nhấn nút like. Và ai chưa đăng ký kênh thì hãy subscribe, đăng ký kênh ủng hộ em. Thank you very much. Đi vào nhà đây.